Ok các bạn nha. Đây là cái rắc ghi mở cái công tắc kèn còi, lút đề xe máy các thứ nhé. Các bạn cứ để ý đúng cái loại chân như này. Đây thì trong cái lựa chọn có cái loại 3 chân và 4 chân. Và đây là có một cái đầu cái như này nữa. Cái đầu cái của loại này là 3 nhé các bạn nhé. 3 thì sẽ nối với cả cái loại 3. Thì trong lựa chọn thì sẽ có vỏ và chân. Thì tùy theo các bạn cần cái loại 3 hay 4 chân thì các bạn sẽ chọn theo đúng cái loại các bạn cần nhé. Đấy, đây chân của nó đây, cụ thể. Đây các bạn nhìn qua cái hình dáng sẽ biết rồi. Còn đây là cái vỏ cái này. Đấy. Cái ba này phải lắp với ba nhé. Thì nó mới vào cái ngạnh đây được. Còn đây là các cái chân. Được ok nhé.